Ai nói tụi mình? Mẹ già 80 tuổi rồi mà quánh ba đuổi luôn à. Con đi đi con, phải đưa nhỏ đi nè. Tôi đi ngang tôi thấy cái bảng tôi muốn vô. Tụi bây giờ đi cái gì mà không giữ quá vậy? Dạ chị hết, cô cho vô nói chuyện đi. Cô Trần Thị Thận, 54 tuổi vô, ra đây nói chuyện đi. Công an thấy sự nó mới thận là trói bả rồi quánh bả nữa. Có đó không được. Chỉ cách sao mà cho phù hợp anh ta mới hết được. Còn nó bắt trói rồi quánh. Đâu có được, không được. Mà lấy cái cầm ấn quánh tét rồi trói rồi tét. Không. Thì bả bỏ qua hết mà làm trận là bả chém mấy đứa em hết. Sẵn mà cái dao để sẵn trong trong ngay cái bàn thờ. Phạm xúc phạm. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị thân mến nha. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang có mặt ở trên Gò Dầu thuộc Tây Ninh đó của bác anh chị. Thì bữa nay là nhận được một thông tin là trong gia đình ở đây là có một cái người chị hay là người cô đó Phong cũng biết nữa, cũng hơi lớn tuổi của bác anh chị. Thì không biết là cô như thế nào mà ở trần ở chuồng thì leo lên cả bàn Phật. Thì bữa nay có một cái gì sư thầy ở dưới Cần Thơ là lên đây. Đây là của chú anh chị xem nè, có để một cái bảng rồi bây giờ ai vô? Nhà Út Dẫu, ông Trần Quang Dẫu, con Trần Thị Thận, liên quỳ tổ nghiệp ông bà, xin cô bác hàng xóm vui lòng thông cảm. Thì sao sư phụ? Ở cái nhà mà để cái bảng thì ghê quá trời luôn chú anh chị. Đây quá trời chó luôn. Tại sẵn đi ngang. Chờ chút xíu được không? Dây vô cho. Ra coi nha. Con thăm cô mà. Muốn chém không? Bây giờ ra coi nha. Ra coi nha. Mình tỉnh coi coi. Dạ con tới đây thì nghe mà thấy quá. Cô này bị hả anh? Ừ. Trời ơi. Gì vậy? Ra coi nha. Chờ chút con ơi. Xin miếng nước uống được không? À cô này hả? Trong nhà con. Dạ con mình cô hả cô? Phải cần. Dạ dạ. Muốn gì là kêu quan vô đây nhà vô. Dạ. Đi. Dạ. Đứng đầu tụi bay hết. Chân. Ra khỏi nhà. Ông già. Dạ. Ông kẹt trò. Dạ. Đứng đầu hả? Dạ. Nếu dạ. Thì đánh vô đây. Dạ. Cho con uống xin miếng nước con. Một chiếc đứa con không đủ rồi. Dạ sao vậy con? Sao vậy con? Có lòng từ bi. Không có lòng từ bi. Ở đây không có từ bi. Dạ. À. Cô tỉnh vậy mà. Từ bi á, tụi bay kêu quan. Tao bệnh gì thế? Tao bệnh gì thế? Cô tỉnh mà có điên đâu? Tao bệnh gì thế? Ai nói tụi bệnh? Ai nói tụi bệnh? Cô đâu có bệnh đâu. Chứ cô bị gì? Mà sao cô đuổi tụi con đâu có làm gì đâu. Tao không có quen, không biết, không có tiện vô. Dạ. Không tiện vô, tao không tiện tụi bay vô nhà tao. Mày muốn gì tụi bay đâu kêu quan thì đánh vô đây. Muốn gì tao có ở đâu quá. Tụi bay kêu quan thì đánh vô đây cho tao. Dạ. Tụi bay đâu kêu mình vô. Tấm bản vô tao điên vậy. Tụi bay kêu quan thì đánh kêu mình vô người giàu cho tao. Dạ. Tao kêu quan thì đánh kêu đạt kêu nó kêu đạt qua nhà nó kêu quan kêu tao. Tụi vô nói chuyện cô chơi. Tao không muốn nói chuyện tụi bay. Tụi tiện tụi bay được chưa? Dạ. Cô chơi. Ủa tao chém đứng xuống cái lòng tụi á. Ủa tao có dao nè. Bây giờ tao báo công an thì đánh rồi. Công an. Hen. Thầy bà đó thì tao đứng đầu hết. Con đâu có làm gì đâu. Mà thầy bà. Thầy bà. Thầy bà chi? Mày muốn gì đang kêu thầy đánh vô. Mà tại sao cô lại ghét thầy bà? Cô ơi. Cô đâu có thầy đâu cô. Thôi con mình cô đây ha. Dạ có. Có mình cô à. Thầy con mình cô mà sao bị bệnh dữ ha. Ờ. Dạ. Có mình à, cô đâu có người nhà nữa mà. Có người nhà mà bả quánh bả đuổi đi hết rồi. Dạ. Là quánh đuổi không có người nhà ở luôn, ở lại luôn. Ờ. Mình bả ở à. Cái cô này lúc trước là trong nhà ở bao nhiêu người vậy anh Thanh? Ở đâu mẹ già bả 80 tuổi rồi mà quánh bả đuổi luôn rồi. Dạ. À mẹ già 80 tuổi. Em bả ở. Dạ. Còn con mình cô đó ở trong nhà đây thì thôi. Ở với mấy người chị nữa chứ mà sao tao mất tiêu hết mình bả ở không biết. Chắc người ta chịu không nổi tao bỏ đi hết rồi. Mẹ bả 80 tuổi cô quánh bả đuổi luôn rồi. Sao thấy nói chuyện thấy tỉnh quá mà anh? Vậy đó chứ bằng thời quá bây dẹp hết rồi. Không mà nãy quá trời kìa, cô bác đứng quá trời con kìa. Qua hỏi thằng cô bác. Thôi qua bên hỏi đi. Thôi đi ra. Ở đây người ta rành lắm. Dạ dạ thôi đi. Ừ đi. Thôi để từ từ đi sư phụ để coi sao. Dạ dạ. Cô la quá. Dạ dạ. Cô đâu có bệnh gì đâu. Ghé thăm cô mà.
à, trời đất. Cái gì? Đè, 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 cái bằng thiên là đè, nó mô bật thì nó mô bật sau lục cụ sinh thành này, nó mô bật. Chính giám hộ nó mô nhà bự quá hả? Làm sao lục cụ sinh thành này chứ gì có cái màn này. Nhà bự quá mà không có ai, không có ai ở được, con mình cô ở của chú anh chị. Cô này sao lao quá trời chị? Cô này sao lao quá trời? Dạ, là bị vậy đó, hồi đó giờ bị lâu chưa cô? Chị? Không biết. Dạ. Thôi thôi, tôi cũng dạ, dạ. Đâu, có bị lâu rồi. Dạ, cũng bị lâu ha. Mấy đứa con đi đi con, mấy đứa nhỏ đi nè. Trời, nhà bụi quá trời luôn mà bị... Nhà xưa. Sao xưa? Nhà xưa. Để chút xíu. Ủa không không ai ở chung hả? Dạ. Nhà không ai đâu. Con mình cô đó ở. Bà con ở xóm thấy cũng tập trung quá trời đông. Lại qua bên hỏi ở xóm coi sao sư phụ. Dặn lại đi. Mẹ lên sân ngủ. Dạ dạ. Tôi biết sẵn đi trời ơi. Sư đến để duyên duyên mà Nam Mô Phật. Rồi để chờ anh đi đi. Cho nó hàng nhiệt lại chút xíu đi. Này chắc cũng để lâu lắm rồi. Bên này lâu rồi. Dạ. Bệnh này lâu dữ lắm rồi. Không phải giờ. Mà tính dắt tôi thầy tự ở Cần Thơ rồi. Lên tới đây dạ. Định vào nói chuyện nhưng mà không được. Con chửi quá trời, con đuổi ra ngoài nữa. Phá cửa rồi sao vô. Nhưng mà tình hình chị là ở chầm xóm đó, chị tình hình thấy sao chị? Có biết đâu, mới đi lại chứ không có biết. Ủa, dạ. Ở ngoài không chị không ai ở đây hả? Không. Bình thường cô có la gì không chị? Lâu rồi. Lâu rồi. Dạ dạ. Ta mới biết ha. Ở nhà có mấy xe đã ngủ rồi đó. Dạ. Đó trước cửa nhà là đó hỏi ta. Bệnh mà bà con dòng họ đi ra hết trơn còn có mình cô hả chị? Không biết đâu. Dạ. Không biết. Dạ. Bệnh lạ quá. Nó là cái nhà xe đã ngủ rồi gần đó hỏi ta. Bây giờ sư phụ ở dưới Cần Thơ sẽ nói chuyện với cô nữa cô bác anh chị. Nam mô A Di Đà Phật, giái mẹ đi sân thái mẫu chi vậy. Cùng đồng quan tâm đến đây, xin cho sư đêm hôm nay đến giao duyên nè. Xin từ bi hỷ xã cho mở cửa cho sư duyên. Cô Thuận ơi. Cô Thuận ơi. Không có, tôi đi ngang tôi thấy cái bảng tôi muốn vô. Thôi xin mẹ từ bi hỷ xã đi. Xin mẹ từ bi hỷ xã đi. Xin ngài từ bi hỷ xã đi. Vô để gặp giao duyên nói chuyện thôi, Phật pháp thôi chứ đâu có nói gì đâu. Vô sư giúp nói chuyện để giao duyên thôi chứ không có gì. Để hộ cho cô khỏe mạnh thôi. Rồi xin xin ngài. Dạ không có thì nói chuyện để cho ngài biết hôm nay. Ủa? Ngài là cô đó. Tôi là sao mà nói chưa biết. Hỏi gì? Ngài là cấp trên mà. Từ bi hỷ xã đi. Hữu duyên. Hữu duyên này thôi còn không mời công an tới đi. Cũng đâu có sao đâu. Ở đây không cần công an. Ở đây không cần muốn trải được chưa? Ở đây giúp đỡ thôi mà. Thêm giờ. Ông điên. Dạ cô có phải điên. Đâu có tới để nói chuyện thấy. Thấy cô. Từ bi hỷ xã đi. Ngài từ bi hỷ xã đi. Cứ hành xác hoài đâu có được đâu. Cô hành căng hoài sao được. Từ bi hỷ xã đi cái gì mà không giữ quá vậy. Dạ trị hết, cô cho vô nói chuyện đi. Bây giờ thân nhân của cô có ai đây không? Tôi muốn nói chuyện với thân nhân của cô, chị em của cô đâu?
Không có thì làm sao mà vô nói chuyện để hợp tác được. Hả? Ra đây nói chuyện nè. Cô Trần Thị Thuận 54 tuổi vô ra đây nói chuyện với ngài ấy, chuyển xác vô ra nói chuyện với ngài nè. Tôi biết sao Nam Mô Phật gái thật ra nghe với sao xuống mấy người đây. Cô này hôm bữa ở trần ở chuồng leo trên bàn Phật hay xuống đó đó đó, đó. Mà sao bữa nay cô bận đồ ngon lành á? Thì cũng tùy giờ tùy giấc thôi. Thì lúc mới cho đồ ra. Ngài ra đây đi nói chuyện với ngài nè, thân nhân của ngài đâu, của Trần Thị Thuận đâu hả? Cô bấm điện thoại nữa mà. Bữa nay gặp nhau rồi hữu duyên thì gặp nhau thì trao đổi về đạo pháp thôi, gì đâu cái gì đâu hả? Hạ nhiệt xuống đi, cho cái xác ra, cho giao ra tiếp xúc với sư đi. Thôi mà đừng có la, ở đây tôi nói chuyện đàng hoàng nhỏ nhẹ nha. Nha, bữa nay ra đây đi cho nói chuyện nhà nhỏ nhẹ thôi, chứ đâu có nói gì đâu, chứ đâu có ai làm gì đâu. Chị ơi. Đấy. Nha. Ngài cho ra đây nói chuyện đi, chị em của ngài đâu, của cái xác Trần Thị Thuận đâu, anh em gì đâu. Cho sư gặp nói chuyện đi, mở cửa đi, sư tiếp, sư nói chuyện. Tôi giúp cho mà. Nam Mô Phật. Nam Mô Phật. Đè xuống Nam Mô Phật. Chị sợ thầy sao không cho vô vậy? Sợ thầy hả? Chị ơi ra mở cửa cho thầy vô nói chuyện với thầy như vậy, không có gì đâu. Đừng cứ chọc bà đang hạ nhiệt từ từ á. Vô ra đây nè, cho giao duyên với sư nè. Bữa nay hữu duyên rồi gặp nhau nè. Ta giúp cho. Bây giờ cần phải có người thân để hợp tác mới được, nói chuyện, để hướng dẫn. Thì Cho luôn. Người thân của cô đâu, của Trần Thị Thuận đâu? Có không, có người thân không? Từ từ bớt lại à. Hả? Lấy cái bình bông múa cho. Nè, có chị này nè, chị này quen hay gì nè. Sư phụ, đó. Kêu mở cửa ra đi cô. Không có mở đâu, bởi có mở cho. Tại có cái sư phụ ở dưới Cần Thơ lên á. Tôi tới rồi, tôi giải cái căn của cô lớn mà. Căn lớn quá. Thành ra nhiều người ở đây thầy ta coi không ra, nhưng mà tôi xem ra. Thì tôi tới tôi giúp tôi nói chuyện thôi. Nhưng mà phải có người nhà hợp tác mới được. Có ai hợp tác để tôi hướng dẫn. Không có chịu đâu. Xin cho vô chút đi chị. Xin vô đặng giải cái căn nữa cậu. Bà không có chịu đâu. Căn lớn lắm. Bà không có chịu. Dạ tại vì thầy từ Cần Thơ lên đây xa dữ lắm luôn. Mong là lên đây giúp. Thôi cô Tấm Thuận ơi. Cô đây. Tốt xuống đi, đừng có giận nữa. Ở đây không có ai làm gì đâu. Chỉ cần vô là giúp được à. Hả? Sư phụ. Vô theo đi. Sư phụ. Dạ không có. Anh là gì của anh? Vậy thôi chứ còn ở đây là tới là tại vì á tôi ở xa biết rồi, nhưng mà tôi thấy cái căn của bà là cái hành căn. Đúng, căn lớn, căn nghiệp thôi. Dạ không phải, căn bề trên. Tôi gốc ở trên xuống đường xuống. Cái này lâu rồi, lâu chưa anh? Nó tôi cũng chưa? Không rành lắm này, nhưng mà đều ở mấy chục năm chưa? Không có mấy đấy à. Dạ. Nhưng mà giờ là bả hết rồi, ổn định rồi. Gì bả nè. Có sư phụ. Thì bây giờ nếu như chú nói gì đó thì thôi đi. Dạ sư phụ là nói thử. Cô Thuận ơi. Không phải em đâu chị.
Cô Thuận, cô Thuận hạ nhiệt xuống, cô Thuận ơi. Đẩy Cần Thơ lên chị ơi. Cô Thuận ơi, hạ nhiệt xuống. Từ bi xã đi, ở đây không có ai làm gì đâu. Ta tới đây. Bà nói bà chơi mình tiền rồi, bà không có chơi với mấy người này. Rồi rồi, thôi, thôi bỏ đi. Thôi vậy đi sư phụ ơi. Bà không có duyên gì được thôi. Dạ dạ, tôi tới tôi giúp cho mà. Rồi rồi, thôi thôi. Dạ, thôi giờ mình đi qua bên bên cái không chịu đâu, tao tao nghỉ đi. Thôi rồi, thôi về mình về theo. Rồi đi qua bên cái chú mày đứng cũng có vàng nè, cái thằng quay nè. Đi ra cái thằng mình đứng giữa động. Thôi về đi ngoài tự. Thiền bỏ ăn uống. Cái này lắm, cái này lắm. Mấy ngày bả. Dạ. Dạ. Thôi cái cô đó không chịu rồi, tụi con về nha cô. À, chúc cô sức khỏe nha. Con chào cô. Cũng như nhiều lớp là biết không? Dạ. Đợt trước cái thầy ở trong thức thạnh này nè, rồi tới cuối cùng công an phải xử lý, bả làm đơn bả thưa bả gửi tùm lum hết rồi. Bị cái thầy nó muốn thạnh là trói bả rồi quánh bả nè. Có đó không được, ở đây mình chỉ nói chuyện thôi. Vậy đó ha, vậy thôi thầy chúng ta. Mình chỉ nói chuyện cho đúng cái căn cái gốc thôi. Hiểu không? Nói chuyện đúng căn đúng gốc để xin để mình thờ phượng thôi chứ không có gì hết đó. Thì mấy ông thầy kia bắt chối lại. Bắt chối làm gì đâu được. Từ cái chỗ điểm đó không có được. Không được, cái đó đâu có làm dạ, cái này tăng tăng lên trên mà dạ, xuống dạ, mà. Thầy nói đó y chang vậy đó. Rồi. Cháu hỏi chú là sao chị Thuận ạ? À? Tôi cháu. Dạ, thôi vậy có người trong nhà cái chú nói vậy được rồi. Dạ dạ. Hồi xưa là ông nội, ông già là ông Út Dẫu này nè, Trần Văn Dẫu này nè. Dạ. Là ông ngày xưa ông làm thầy. Dạ. Đó, nó cho có vậy đi thì thầy nói là đó là y chang rồi đó. Rồi, cái này là cái phần trên chứ không phải phần bắt tối người ta đánh vô người ta giận đâu được. Cuối cùng công an. Mà tôi nói chưa với anh nghe. Cái ông thầy đó đó mà ông bắt bả đó mà chối đó là ông đó về cũng ối máu à. Biết nhờ không? Để nói luôn sẵn đây nói luôn về tình nghĩa mình nói luôn em. Dạ, dạ. Nếu mình nói á, mình làm thầy, mình để giúp đời thì mình đừng làm vậy. Mình xử lý, mình trị cách sao mà cho phù hợp anh ta mới hết được. Còn này trời nó cứ đụng bắt trói rồi quýnh. Đâu có được, không được. Mà lấy cái cần ấn quýnh tét rồi trói rồi tét. Không, ở đây tôi không phải vậy, tôi tới. Tôi đã coi thấy rồi, tôi chỉ vô neo duyên nói chuyện thôi. Cái điểm đó đó, rồi cái đợt sau này, một số thầy nữa ở đây nữa là làm bóp tết này. Nên mà không được. Thôi vậy là cái cô này đó là cái cổ không có duyên với tôi. Dạ dạ vậy tại vì em. Không phải là mình không phải là mình làm những cái gì mà để cho cái phần đó người ta đụng chạm tới người ta. Cái này là mình phải nhỏ nhẹ và nói ngay gốc, ngay cung thì họ sẽ dễ đồng tình liền, nhưng mà phải có thân nhân. Thân nhân hợp tác thì tôi sẽ vô tôi nói chuyện. Bà già. Dạ. Cũng như quỷ quá trướng đi. Rồi cuối cùng bà già cũng như nói mẹ đi y là mà già bà cũng nghe là mấy cái người kia. Dạ. Rồi cái đến đó thầy mà thầy làm không đúng cách á. Dạ. Thế là nói y như thầy nói là bề trên đó. Chuyện vốn là cho gia đình đi hết luôn, tự khiến đi hết luôn á. Thì nói vậy là thầy không nhận định đó. Cái vấn đề mà cho đi hết là bởi vì sao? Dạ. Bởi vì á rước thầy làm mà cái người ta làm không đúng, đúng thành đúng ra phạm thượng này là đúng, cho đúng, đi đúng cho đi hết luôn cho đi bà già cũng đi mất đó, đó là cái phạt đó phạt được. Phạt gia tộc bữa hôm đó là nó nghe bảo là có lấy cái dầu đó mày. Dạ. Cái thằng quay phim đó, quay vậy nè đầu sắp cái dầu bên dưới đợt sau lại ba bốn tên nói cái nào cho khó vậy đi chứ còn nếu mà tôi vô tôi nói chuyện tôi định hình mình còn cổ đây, chuyện tiếp tôi là ok. Dạ, tôi chỉ ngồi nói chuyện thôi giờ, tôi sẽ giao duyên với cổ thôi giờ vậy đi từ từ chú vô rồi không được thôi vậy giờ cô này không có duyên với tôi không được tại vì tôi vô tôi là cái pháp của tôi là chỉ nói chuyện thôi chứ không có cái gì khác gì mà không được thì thôi thì cái chuyện đó là tôi cũng từ xa xuống lên tới đây là mấy trăm cây số để tôi xuống tôi giúp thôi cảm ơn thầy cái gì khác hết nha. Ừ, giờ nó ngay thành ra thôi thì cổ mới duyên với tôi rồi thôi không sao hết không được không nghe như giúp cho hết tôi vô vậy tôi nói đứng đây mà còn la bắn cho tôi vô nó là chỉ vô nói chuyện thôi mình nói chuyện thôi để mình nói nghe cái gốc cái cội nguồn của họ đó nghe cái cung của họ không được bà không chịu đâu ngày nó cũng chẳng rồi thôi bây giờ mình đi qua bên kia mình giao duyên nói chuyện với gia đình kia cho gia đình để yên tâm rồi rồi
Tại vì cái chú Nguyễn Phước Vàng đó. Vậy thôi, thầy, nói thầy về với mấy rồi. Anh. Dạ, 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 con chào chú. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh. Tôi cũng tôi cũng thấy, tại vì... Đi đường Thượng Lộ Bình An. Tại vì cái tính nhiệm của tôi á, thì... Tôi thấy những cái bằng này đó, nó... Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, cảm ơn anh. Mô Phật. Rồi, nói ít câu đi sư phụ rồi mình về sư phụ ơi. Rồi, giờ muốn nói gì? Dạ thì sư phụ lặn lội một cái đường rồi mấy trăm cây số mà xuống đây nghe chỗ thị trấn Gò Dầu Tây Ninh á để giúp cho cái cô này nhưng mà không có giúp được á sư phụ. Rồi bây giờ ta... bây giờ trước nhất á là cái vấn đề á là gia tộc này á thì ai cũng vậy, con cháu dòng họ khi ở gần thì thấy có những sự cố về cái con một cái người mà bị bệnh thì nghĩ là vừa lúc đầu là nghĩ là thần kinh nhưng mà sau đó thì qua tới tâm linh thì đem xúc phạm đem tới những cái gì mà người ta làm cho ảnh hưởng tới cái sức khỏe và trong cái lĩnh vực về trị bệnh tâm linh. Dạ. Thành ra mới xúc phạm tới bề trên. Cái cô này là cái căn rất lớn. Thành ra tôi muốn vô, nếu mà gia đình có người chịu hợp tác vô để nói chuyện và tôi sẽ ngồi nói chuyện thôi chứ tôi không có làm gì cô này hết. Mà vô nó cứ làm bà Thuận ha, bà Thuận hay bà nào, bà phải bà Thuận. Dạ Thuận đó anh. Thì tôi chỉ vô tôi nói chuyện thôi nhưng mà phải có gia đình chịu hợp tác và cho vô ngồi nói chuyện mặt đối mặt thôi chứ không có đụng nè. Ủa thầy ở đâu, thầy ở đâu? Tôi thầy. Ở Cần Thơ. Dạ. Ủa sao thầy hai lên đây? Tại vì mấy em có quay lên rồi cũng tôi thấy vậy rồi tôi cũng nhờ thầy, tôi này chị mấy cái thánh hung dữ trong bà nội này mới đau lâu đời rồi. Dạ. Thấy mới đây đâu. Dạ kệ lâu lâu như miễn mà mình coi nằm vô cái cung tâm linh thì mình có thể giúp được nhưng mà phải có điều kiện là gia đình phải giúp đỡ, phải hợp tác với tôi. Dạ. Cho vô ngồi nói chuyện đàng hoàng. Để gia đình cũng, có chịu hợp tác không? Không chịu. Dạ. Tại vì chúng mấy ông thầy trước bắt chối lại bắt xong chối rồi đánh quá mà đánh rồi chảy máu luôn rồi sao chịu nổi. Cái này là người ta bị cái bề trên mà cổ trên mà chứ không phải là ma quỷ gì đâu mà bắt chối đánh. Ai không cho họ vô mà tấm bệnh nè, bả bệnh mà mắc gì bả chịu. Bả bệnh mà bả chịu, ai chịu? Tôi là không có dùng, chỉ bằng dùng lời nói về lý nói chuyện thôi. Giờ tôi sẽ gieo duyên với cổ gì thôi chứ không gì hả? Cái gì trời, từ nãy giờ quay hả? Trời, thôi nghỉ đi quay. Rồi thì bây giờ cái cô này là nói ra thì họ chưa có không có duyên với tôi. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó có sau trong cái quá trình bệnh á thì cô đã qua nhiều cái trường lớp người ta tới chữa bệnh. Nhưng mà ảnh hưởng trên cái vấn đề là dùng vũ lực mà để trị bệnh. Thành ra cái đó không được. Cái đó không được. Cái tiếng mà đang hỗ trợ để trị bả đó là không đúng cách nên từ cái điểm đó giờ phạm thượng bả trong xúc phạm tới bề trên ở trong tổ nghiệp này giờ người ta cũng không chịu luôn xúc phạm tới bề trên. Thưa thầy chùa Cần Thơ và thưa chú thì theo như chú hai dạ, chú với thầy nhận định đó là chị Tửng này là có tâm linh đúng không vậy? Có tôi mới đi xuống tới đây không. Cái này tôi cũng nói sự thật nha, bả là trong cái căn nghiệp cũng bề trên thầy nói là đó là đúng y chang đó. Nhưng mà giờ cái lớp không có người đó, để hợp tác thì mình không có cái cách nào mình vô để tiếp cận. Yeah. Nhưng mà pháp của mình nói chuyện là nói với chuyện với bề trên chứ mình không có nói chuyện với cái người cô Nguyễn Thị Tửng, cô Trần Thị Tửng tôi không có nói chuyện với. Mà khi mà chịu vô ngồi, gia đình có người thân nhân để nói chuyện cho cô nghe để cô ngồi xuống là tôi sẽ dùng pháp nói chuyện với cô. Bây giờ nói chuyện với cái người ở trên. Nó có cái điểm này nè, nói cho thầy nghe, bây giờ là con trong gia đình em bả là giờ là không dám ở đây nữa. Bởi vì mấy lần mà dắt ta lại đây làm không đúng phải không? Ủa mà bà nói giờ em bà lại đây chỉ cần kêu một ông sư làm ông đồng thôi. À. Cầu tổ về nếu nói là làm được rồi làm bà đúng á thì bà bỏ qua hết mà làm tật á là bà chém mấy đứa em hết. Ừ. Bà nói thẳng lỡ mày cái vô để sẵn trong cái bàn thờ mà. Để vào sẵn là nếu mà ai lại làm đúng á thì thôi nha. Còn cái ông thầy, nếu ông thầy đã làm không đúng á cũng phải bò gì chúng cho ba được ba vòng cho bà. Rồi, thì bây giờ tôi nói vậy. Bây giờ nếu mà cô nói gì đó bây giờ anh thấy cũng được cho tôi vô tôi không, nói chuyện với cổ thôi được rồi. Không được. Nha, tôi nói ngay luôn, tôi nói chuyện thôi chứ không có vụ lực nha, không có cột giò cột cắn đánh này kia không có. Để tôi vô nói chuyện thôi. Chỉ cho tôi nói một câu thôi, hai câu, ba câu gì lắm. Cho tôi nói một câu thôi là... Dạ anh có thể nào không, vô anh, bị, anh thuyết phục được không? Bả giờ mới nói vậy là tôi cũng không dám nói bả nữa. Rồi nói nếu anh không thuyết phục được thì không phải lỗi tôi. Phải biết nha, phải nha, thầy
trước khi thầy tới thầy liên hệ trước thì tôi nói chuyện bà trước, bà chịu thì mới được. Đâu, đâu có chịu đâu. Không có thể nói lúc đó chưa ở thì nói tôi được. Chỉ đến nói vô tới đây giờ này anh thì... biết là dạ, tôi dạ. Dặn lặn lội từ xa tới biết, đây biết, nghe nói tôi có nghe là nói là tôi bỏ cái công ra để tôi, bởi vì cái đây là một cái vấn đề mà một người mà có dính líu tới cái vấn đề bệnh mà khoa học không giải thích được. Dạ dạ. Thì mình nếu mình coi mình thấy mình, tôi nhờ chư vị huynh đệ tôi nữa cũng hợp tác để xem cho nó chính xác, tôi mới xuống tới đây. Xuống để giúp đỡ, để khai mở ra cái căn này. Căn này là căn lớn, căn ở trên xuống. Thành ra không phải đơn giản mà thầy mà coi thấy mà nói bậy bạ là xúc phạm. Không được. Bởi anh hiểu tôi nói không? Dạ. Rồi thì bây giờ nếu mà hữu duyên, gia đình có thể tiếp xúc nói chuyện được và cổ hòa quẩn ngủ ngồi để tôi trình bày với cổ, tôi nói chuyện bằng cái lý, bằng cái phải để cho cô nghe đúng thì họ sẽ ok. Còn đâu để thấy tôi lại tôi lấy nghe. Lấy con đi cầm lấy đi. Chưa không có lời mà thấy ba cũng không chịu. Chưa ở đây là không lấy ra đi để tôi lại tôi nói chuyện. Không có dùng vũ lực mà chỉ dùng nói chuyện. Tôi là xuống đây. Không lấy hết ra đi để ba thấy ba không chịu. Không chịu ba giờ mới biết. Mới biết. Cũng còn tỉnh nha. Tính bớ nghe. Rồi chú. Nhưng mà tới lên cơn là cậu quần cậu đồ nhảy lên bàn thờ. Cái đó là xúc phạm, làm xúc phạm. Chứ không phải là ấy. Rồi. À, biết không? Đợt đầu đó là trói bả từng ở trên cái đụng được, không có trói được. Nói chuyện thôi. Nó hắn mà cỡ khoảng chắc thiếu đủ 2 mét mà lâu bả xuống vậy mà rớt xuống theo ấy, không nó chết không. Mà điều ngay cũng như thầy nói là bề trên nó đỡ. Còn cái chìa khóa này tôi nói đơn giản, rửa bằng rớt đó, cái ba kêu tôi mày đừng rớt nhà. Những ngày lúc đó tôi ở đây tôi hỏi phụ không, mày đừng rớt nhà, mày không rớt chìa khóa nè. Mà tự đó mấy cái tủ ba lâu mình rã luôn. Thì người ta phụ khi kia kiếm thấy mẹ không có, tôi dòm này cái trần trụ tên nó có cái lỗ cho nó chắc rớt tẩm á. Cái mời nó nằm ngoài này nè. Mà hồi đó chừng 2-3 giờ. Còn bữa đó có bà kia bà lại đem bà ngầu bà chơi. Bà ở đây luôn. Con bà quậy quá, bà xin bà lên bà ở đây nè. Lên đây bà ở đây mà có 3 giờ bà ngồi bà này, bà ngồi nói chuyện với bà đó mà bà đó nhìn bà này không phải, không biết bà này, thấy cái người khác. Rồi đó. Cái cũng như cái bà đó thì nói thầy nghe cũng như cái bà đó, cái người không nói không đúng. Nên ở trong đây không cho. Vậy để lại là đây. Đây là thánh mẫu đó. Đâu rồi. Đang chờ đợi hai sư phụ à? Vừa chờ để thuyết phục. Bây giờ phải gia đình mới được, gia đình hợp tác mình mới yên mình vô. Còn không bả ông bả bị Phật thúc xạm xúc phạm nhiều quá. Thế không bả bị xúc phạm nhiều quá. Bị xúc phạm nhiều quá rồi thành ra không thích nữa. Để trong vô nói chuyện trước. Mày đừng có cho tao vô. Để cho người ta thân nhân người ta nói chuyện trước. Nói chuyện phải quấy cho ba nghe rồi mình vô mình nói chuyện mình thuyết. Mẹ Linh Sơn nữa đó, dữ lắm, bà này ở cung ở bên kia cung hung dữ. Rồi cầm dao kìa. Chết cha. Bà cầm dao sẵn rồi đó nha. Phạm xúc phạm. Xúc phạm bề trên rồi, bây giờ giận rồi. Xúc phạm bề trên. Con là cháu hả? Hả? Ông đó là ông ngoại con hả? À. Ông ngoại con, vậy là con lại gì với gia đình này? À vậy hả? Thất bại, không được. Chứ không phải là con kêu bằng cô đó bằng gì? Tội quá mà vô không được gì hết trơn. Lớn gì đó hả? Ở gần đây không? Ở đây chú không biết. Chú ở đâu ạ? Ở Cần Thơ. Lên đây là giúp. Cổ chịu thì tôi giúp cho, tôi nói chuyện thôi. Rồi, thì thôi chưa hữu duyên. Thì bây giờ tôi bây giờ tôi nói với anh như vậy. Đi vô. Bây giờ tôi nói anh vậy, tại sao anh nói khi mà bà có lên đó, anh nói với bà đó là mẫu, thánh mẫu từ bi sao? Dạ, nãy từ kêu tên. Nãy anh có nói cho bà nghe, nói thầy vô chỉ thầy
chỉ nói một hai lời thôi chứ cũng không phải là trị bệnh gì. Rồi đó là bà không chịu. Những ngày bị cái vết đổ đi trước là giờ bà bể rồi. Rồi không? Sợ quá trớn. Tự hỏi thầy chứ gì mà lâu từ ở trên. Đâu có được, đâu có làm gì xúc phạm với bề trên đâu có được đâu. Người ta là căn lớn. Người ta là căn lớn, ở đây căn lớn lắm. Lớn lắm. Phải nói chuyện đâu đó đàng hoàng, lễ phép, cung kính đàng hoàng. Nói thầy nghe cái chìa khóa mà rớt cái hậu. Phải nói chuyện cung kính đàng hoàng, lễ phép. Sáng sớm hen, sáng sớm cái bữa trước. Dạ. Mà tôi với bà kiếm gần chết luôn. Cái sáng ngày mai bà ra bà lộn ngay trước cửa sân này, ngoài sân này. Không được thôi, nghỉ đi bán không chịu thôi vậy. Ở căn lớn đây, căn lớn phải nói chuyện cung kính lễ phép người ta mới tiếp mình được. Không còn được mà đấy. Vô mà làm vũ lực mấy cái ông thầy đó vô làm không vũ lực nó mới ảnh hưởng tới xúc phạm quá rồi. Cái đợt sau này là báo với công an, nó ngay công an mà có nói vậy thôi thầy, cái này tới tình rồi thôi vậy đi thì tình nhân. Nói tôi cũng hết quá sức rồi, để tôi tới để tôi gieo duyên gì thôi. Đúng rồi đó. Mà nếu được thì mình ra tiếp mình gia đình tìm tiếp. Thì tôi nói cho nó xong. Thì xong rồi tôi đi chứ tôi không có gì hết. Nó có cái điểm đó, nó bị cái đợt sau này trói á. Bà ra ngoài bà báo ngoài làm công an vô làm quá. Thôi vậy đi. Thôi chúc thầy với mấy em ha. Rồi. Mình tới thì mình chỉ nói chuyện thôi chứ mình không có làm gì đâu. Giống như mấy em về chùa trước tới chối người ta đánh người ta đâu có được. Người ta căng lớn mà làm đâu có làm kiểu đó được. Rồi một phần thì tôi cũng nói một lời với anh là tôi cũng lặn lội từ xa đến để tôi giúp đỡ trên cái vấn đề về trong cái thế giới vô hình. Đây là cái căng lớn, căng của bề trên mà nói ra gia đình thì không, người thường thì không có thấy được. Tôi nói vậy đi. Rồi có khi làm xúc phạm thành ra bây giờ bị ảnh hưởng thôi. Cái này tôi nói sự thật nha. Dạ. Hồi trước khi kia bà chưa bệnh đó là tôi nói trước rồi. Dạ. Cũng như tôi cũng có căn duyên đó, tôi nói với bà già, tôi nói là sau này nè, bà nhờ bà này mà sau này bà lại bà trong tổ nghiệp thành trong này. Mà mấy người này, mấy cái người em bà thì nói bà là bị quỷ ông quỷ lục đạo. Không có đâu. Nói tầm bậy. Từ cái điểm đó rồi rước chở qua đi vô. Đây là cái phần thiên của cõi thánh. Dạ, dạ. Là căn lớn xuống bị đọa. Bây giờ khai mở để cho cổ biết tu và cổ sẽ vận chuyển cho cái gia tộc này á, nó hướng về con đường đạo. Ngay hầu ông già ông sống. Anh hiểu nói không? Cho đất bả hết đây này sao cái cuối cùng bả nó ngày bả trả là hết, bả trả hết rồi cho bà này luôn. Ừ. Rồi. Không lấy miếng nào. Thì bây giờ trên vấn đề đó thì tôi nói gì đó anh gài sao anh nhớ nói chuyện với cổ là nói gì đó khi cổ lên á. Khi bị chiếu điện xuống hành đó thì nói y như tôi thì bả sẽ hạ nhiệt từ từ. Rồi có gì nữa liên hệ tôi sao thì tôi sẽ anh vậy nữa tôi vô tôi nói là không được thôi chứ không có ai mà thì có gì đó chừng nữa đó để tôi từ từ cứ máy lại giờ con em. có máy không chừng nữa là con liên hệ với mấy anh nè có số đó kênh Chế Khanh nè kênh máy hết cho em Phong Nguyễn nè đem mời sư phụ với mấy anh em nè rồi bán vé số à mời chào mày dạ anh em mà bệnh gì nó có bệnh gì không hồi đó nó đi. Mời sư phụ nè. Sư phụ. Đi số sư phụ ơi. Là ngày mấy số hả? Đây sư phụ này sư phụ mua thần kinh. Đi về. Sư phụ thích hợp số 10 nè. Vô số 10. Đó. Rồi sư phụ làm hết luôn sư phụ. Tiền con, bữa nay không có đem tiền nhiều. À, mình không nếu mà tiền nhiều thì mình làm hết này không có tiền nhiều thì làm cọc thôi. Bây giờ lấy này đi, lấy 21 lại gì? 21 là số thôi lấy số thôi 10, số 10 đẹp hơn thôi lấy số 10 đẹp hơn đi ha dạ ơi làm thầy bên này đi đường xa mà lại đây đi từ Cần Thơ lên biết sao em ơi vô bị bả giờ vậy chứ có anh nói là không được thôi thì nói thiệt anh năm nay mấy tuổi rồi dạ em nay rồi bao nhiêu tờ rồi số phụ 10 tờ là tổng cộng số phụ là 100.000 mà giờ anh đâu cố có tới đâu đâu 16-17 năm bán giùm bó tay thầy tôi mở hàng cho khỏi thối luôn sư phụ rồi ok khỏi thối luôn em trong ngàn đúng rồi đi sư phụ dạ còn có sư phụ dạ con nè con đây 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 con đưa tấm lên đi đầu chúng cùng nhau đi Phú Quốc còn mà chúng nặng thì đi cảm ơn sư phụ ông nghe chị là của dậu nghe quý dậu rồi là nóng tánh tặng con một lá cái này của sư phụ nếu mà tiền vô như nước năm nay có lọc nghe từ nay tới cuối năm
cho con cái lộc thành tài đó, thổ địa. Rồi thì bây giờ từ ngày sau tôi nhận anh vậy đó, nếu mà cô có lên đó thì cô tay nó nhiêu đi. Ông ổng nhiêu tiền nè? 69. Ổng ổng nhiêu tiền? Lớn hơn em chứ em đi, em được năm tờ đúng không? Khỏi thối. Cứ nói là mình xin mẫu. Dạ. Xin thánh mẫu. Rồi. Bậc là bậc thánh. Sao dạ, nhé. Dạ. Ông thầy nói là ok chút một. Vô nói chuyện mình đúng là ok hai vậy. Rồi, nhưng mà gia đình phải hợp tác là tôi hướng dẫn cho để cúng tế thì thôi rồi tôi đi. Chứ tôi không có làm gì đụng gì tới bà. Rồi rồi đúng rồi. Hiểu không? Vậy đó. Rồi cảm ơn con. Có qua có lại mới tội lòng nhau quốc cái xong hết luôn. Thấy không? Thấy anh nói cái được thấy không? Bây giờ ở ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà chị thần kinh tọ đau nhất chị nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Bị bệnh trị mấy cái bệnh toàn thứ dữ không? Dạ dạ. Trên mạng tôi nó nổi tiếng luôn mà. Có nghe nói. Nghe cũng có nghe nói. Rồi, cảm ơn Dũng, Trương Dũng thôi. Lên nói chuyện không à, còn là bệnh thầy chạy bác sĩ chê không đó. Thầy có khi gần cả trăm ông thầy luôn. Không làm được, tôi vô tôi nói xong rồi không về. Mới đi mới làm mấy bệnh ha. 32 năm với 28 năm ở trong chuồng nè. Mới vừa hết đó. Ở đâu? Ở Tiền Giang, mới đây hả? Còn chưa hết. Kênh của Phong Nguyễn với kênh của anh bấm vô YouTube anh coi giúp đỡ người ta vậy là quá quý. Tôi lần nội sao hữu duyên được tôi tới. Dạ dạ. Mà mấy bệnh này dạ vì cuộc sống mưu sinh nên mấy số mời anh lóc cốc chiều nay nghe chạy. Hải làm trước đi, đây mời Hải. Phong Nguyễn, Phong Nguyễn mời Hải Nguyễn. Em không có tiền cho mượn. Cho ứng cho ứng cái gì chứ nghèo lắm. Đây đây Phong Nguyễn mà mời Hải Nguyễn. Dạ anh Phong Nguyễn rồi. Mọi người ghé nhà em ở nhà gà ta. Trời ơi, đã vậy hả? Gà ta hai con mà chưa bắt cáo với ao mà nó chưa lớn. Trời đất mẹ luôn. Cảm ơn em. Đãi mọi người ăn gà lá giang, lũ gà lá giang. Trời ơi, quá trời hạnh phúc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tờ. Nãy có số 21 với 15 rồi, giờ cho số khác nha. Số khác chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình phải tham, mình là người tặng nên mình phải lấy 2 tờ. Ai của anh là 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, em biết anh ở đâu không? Anh là Hải Nguyễn Miền Tây ở Tiền Giang. Dạ. Thiếu nhà để mốt trả sao. Trả tiền đi ông nội. Hôm nay đại hội tặng vé số. Đây, còn anh nó còn đâu còn anh cầm giúp tôi đúng rồi. Còn anh Phong nữa. Còn nhiều tờ em đếm đi. Đây, cũng tặng anh Phong tờ. Trời cảm ơn Hải. Mỗi nhiều. Người đều có một tờ hết. Hải Nguyễn với Phong Nguyễn cùng bằng tuổi luôn á cô chú anh chị. Đó. Nè anh gỡ anh đếm nè. Trời ơi. Không biết đếm luôn. Chết luôn. Tại hôm nay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 rồi thấy ép tim quá. 1, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Trời ơi, dữ trời trời. 1, 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Đổ mồ hôi, thôi kệ lấy luôn đi. Mày đúng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10 ngàn. Chuyên săn những tâm linh nè, nhảy căng nè. Dẫn thầy đi bắt ma, bắt quỷ luôn nè. Rồi, cảm ơn em nha. Chiều nay trúng số báo anh nha. Tuổi càng lên mà kênh nó không có lên. Đây tặng Hải dạ. 4 tỷ. Rồi thôi, cảm ơn anh. Ôi, tặng hai vợ chồng luôn, hai vợ chồng 4 tỷ. Đó. Rồi, anh đây. Hai vợ chồng đây luôn. Đó. Hai vợ chồng bên đây. À Phong Nguyễn Vlog sư phụ gọi đen, tặng sư phụ là gò đen á. Dạ. Tiếng Anh là gò đen nhưng mà tiếng Việt Nam là gò đen. Rồi nếu mà có vô mà nặng thì đi Singapore chơi. Vô đâu sư phụ? Gò
Còn nếu mà vô nhẹ đó thì đi qua Phú Quốc, mà nhẹ nữa thì xuống Cần Thơ. Bây giờ làm sao trị bệnh cho chị Thận hết đi được rồi. Quan trọng gia đình hợp tác thì ok, dạ. Không cho vô. Dạ thôi mình vô. Đi sư phụ ha. Thôi chào em, chúc em sức khỏe nha. Rồi chào ông bà cô bác.